9 o'clock, we are at the Ho Chi Minh City Fine Art Museum. Đi đâu đi nộp vé đi. O'clock, we in Uniqlo. PM, we are at the fair. Thủy này cũng như là các sản phẩm đá thiết kế nhé. Thì có gì em và anh chị cùng tham quan nha. Wow. Đá thạch anh này. Dạ vâng. À, bên em chuyên là các dòng đá thạch anh này, mã não này cũng như là các dòng gốm Nhật Bản nữa. À. Các sản phẩm ở đây đều là làm thiết kế hoàn toàn nhé, cũng như là làm các mốc thủ công. À. Này giống như là sợi dây cói rồi đúng không? Dạ vâng. Bên này quầy này cũng là gian của em sẽ làm chuyên về các sản phẩm hết nét như là cói này, cũng như là các dòng túi vải đó. À. Còn đây là mẫu những mẫu da. Dạ vâng. Ngoài da ấy, đây là các sản phẩm da bò nhé. Các dòng sản phẩm da bò bên em bây giờ là có gần bảo hành 6 tháng trên da, cũng như là đời chỉ may của mình luôn ạ. Chị hôm nay chị có gì thắc mắc cho anh em nhé. Dạ vâng ạ. Rồi, em cảm ơn anh ạ. Cảm ơn chị nhé. Có chờ được đâu, phải có yên được. Không, cái đó rút cái dây ngắt pin á. Dạ chị yên tâm ạ. Sao chú hay vậy?